Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với một sợi dây nguồn cực kỳ đặc biệt. Đó là dây nguồn đầu bảng Odin đến từ nốt đốt. Đây là dòng Odin nguyên bản, tức là Odin 1. Và Thiên Hào Audio đang có đây một bộ một cái sợi dây nguồn Odin 1,25m với một mức giá rất thời, đó là 115 triệu đồng. Quả là một mức giá rất ấn tượng với những bác nào đang mong muốn được sở hữu một sợi dây đỉnh cao đến từ một thương hiệu lớn là Nốt Đốt của Mỹ, và chúng ta sẽ có thể sử dụng để cắm với rất nhiều các thiết bị high-end khác nhau và đem lại hiệu quả âm thanh rất cao. Thì chúng ta sẽ cùng khám phá nó thôi. Những sợi dây cao cấp của hãng từ Vala được để trong những cái chiếc hộp gỗ nhìn rất là xịn, thể hiện được cái độ cao cấp của sản phẩm. Và chúng ta sẽ có một cái chìa khóa nhỏ như này. Có lẽ là khi mà chúng ta cất lại và không có chìa là không ai có thể mở ra được. Và chỉ có chủ nhân mới có thể mở ra thôi. Đó. Từ cái hộp cũng đã chứng tỏ đây là một dòng sản phẩm đỉnh cao rồi. Odin là dòng sản phẩm đầu bảng ở mức độ tham chiếu. Đây. Bộ sản phẩm thì rất đầy đủ. Đầy đủ sách vở. Refinancy có nghĩa là dòng cáp tham chiếu đầu bảng đây. Supreme Refinancy Cable. Đó. Và sợi dây nguồn này là sợi dây nguồn chuẩn cho đầu cắm 15A. Đó, quý vị các bạn phải để ý kỹ cái vấn đề này. 15A. Đầu cắm chuẩn Mỹ. Và đây là những cái phích cắm loại thượng hạng của Furutech. Sợi dây nguồn này có thể gọi là như mới. Mình cảm thấy nó không khác gì dây mới cả. Có số seri. Dây xịn. Gỗ này. Và có số seri. Số seri rất là đẹp. Đó. Để trong một cái hộp gỗ cực kỳ xịn, và chiếc hộp này mình cũng thấy nó rất là mới. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái sản phẩm này. Nốt Đốt Odin Series thì được đánh giá là dòng dây thuộc phân khúc cao cấp nhất trong giới phụ kiện high-end audio. Mình đánh giá nó thuộc vào cái phân hạng gọi là Ultra High-end, mức độ cực kỳ cao rồi. Cao nhất của một hãng làm dây nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ. Và nó được sử dụng những cái công nghệ đầu bảng về làm dây của hãng để có thể tạo ra được thực sự là dây chất lượng cao nhất dành cho những bộ dàn high-end đắt tiền nhất. Dây nguồn Nốt Đốt Odin áp dụng công nghệ TSC là để kiểm soát tín hiệu của nốt đốt, nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất âm thanh của hệ thống dây điện AC. Nó sử dụng là 7 lõi đồng tinh khiết, 8 số 9, không ngậm oxy và được mạ bạc 85 micron, một cái lớp mạ bạc ở bên ngoài, độ dày 85 micron. Và kích thước của dây là 15 AVKG, rất là lớn, kích thước của những cái lõi dây bên trong. Dây nguồn Nốt Đốt Odin sử dụng công nghệ bệ dây monofilament độc quyền của Nốt Đốt, cho phép tạo ra được cái chất điện môi lõi không khí giữa lớp vỏ bảo vệ FEP và từng sợi dẫn, giúp hiệu suất truyền tải điện và giảm cái sự rung chấn rất là tuyệt vời, và ngăn chặn các cái nhiễu điện có thể can thiệp từ bên ngoài vào. Và dây nguồn sử dụng cái vật liệu FEP, nó cuốn quanh lõi tạo ra khoảng hở, giúp hạn chế tiếp xúc giữa những cái lõi và vỏ dây đến cái mức thấp nhất. Nó làm giảm đáng kể hiện tượng nhiễu âm ở giải cao. Ở giải cao chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được cái sự nhiễu âm. Và nó đảm bảo được quá trình truyền dẫn tín hiệu audio trung thực nhất, trọn vẹn nhất trong các hệ thống nghe nhạc hi-fi. Phải nói là tất cả cái công nghệ đầu bảng đều được áp dụng vào dây Odin rồi. Dây nguồn Nốt Đốt Odin sẽ giúp âm nhạc thoát ra khỏi hệ thống âm thanh như cách mà nó chưa bao giờ từng thoát ra vậy. Bạn có thể sử dụng dây nguồn siêu hạng này
với tất cả các thiết bị như là đầu đọc đĩa CD, với những cái bộ nguồn dành cho đĩa than, với tất cả các thiết bị như là pre-amply, power-amply, và luôn đem lại được hiệu quả tối ưu. Và nếu mà quý vị các bạn có thể sử dụng được một hệ thống trọn vẹn toàn dây nguồn Odin cho một hệ thống high-end thì có lẽ đấy là điều tuyệt vời nhất mà hãng khuyến cáo. Nhưng mà mình thấy cũng rất là ít, có lẽ rất là hiếm hoi những bộ dàn nào lại có thể được trang bị toàn vẹn dây nguồn đầu bảng Odin. Có lẽ rất hiếm, ngay cả trên thế giới cũng vậy. Tại vì mức giá khi cộng lại của các thiết bị dây Odin, từ dây nguồn, dây mà phải rất nhiều sợi dây nguồn khác nhau để có thể cắm hết trong một bộ dàn, rồi dây tín hiệu, rất nhiều bộ dây tín hiệu và dây loa, sẽ là một cái giá thành cực kỳ khủng khiếp. Cho nên thường người chơi chỉ có thể sở hữu một vài bộ dây Odin đã thực sự là một niềm tự hào, một niềm tự hào thực sự trong giới chơi âm thanh audio rồi. Và có lẽ sở hữu Odin là một cái sở hữu vô cùng đáng giá, và nó sẽ giúp cho bộ dàn âm thanh có thể lên một cái tầm cao mới với những cái bộ dây dẫn đỉnh cao như vậy. Và thế nào, Deo xin nhắc lại, đây là sợi dây đã qua sử dụng như mới, đầy đủ hộp gỗ và sách vở, chìa khóa và hộp thì cũng không khác gì hộp mới cả. Và sợi dây này là sợi dây có độ dài thuộc hàng là ngắn nhất, nó chỉ có độ dài là 1,25m, cũng chính vì vậy mà giá thành của nó sẽ thấp hơn là những sợi dây dài. Và với sợi dây ngắn như thế này thì thường là sẽ thích hợp cho chúng ta cắm những âm ly công suất, khi mà chúng ta thường hay đặt âm ly công suất ở phía dưới cùng của bộ dàn thì chúng ta sẽ không cần phải đến những sợi dây quá dài. Và giá của sợi dây nguồn 1,25m đầu cắm 15A Nodot Odin thế hệ 1 này có giá là 115 triệu đồng, một mức giá rất là tốt. Và kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy đến với Thiên Hà Audio ngay để có thể sở hữu dây nguồn này, nếu quý vị các bạn quan tâm đến một sợi dây nguồn đỉnh cao. Và tất nhiên số lượng rất có hạn, chỉ có một bộ này thôi. Quý vị các bạn hãy nhanh chân đến với Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà Nội, để có thể sở hữu được sợi dây nguồn Odin này. Xin chào và hẹn gặp lại.